Thưa quý khán giả, đường tỉnh 948 là tuyến đường quyết mạch nối thị xã Tịnh Biên với huyện Tri Tôn của An Giang, kết nối với nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh. Hiện tỉnh lộ này đang được đầu tư nâng cấp mở rộng. Tuy nhiên, do chưa có đủ mặt bằng sạch cho nên tiến độ thi công khá chậm, gây khó khăn cho cuộc sống của người dân và mất an toàn cho người tham gia giao thông. Nhận được phản ánh qua số điện thoại 0901-282-282, phóng viên đường dây nóng VTV Cần Thơ đã vào cuộc ghi nhận thực tế. Hơn 16 km tỉnh lộ 948, dày đặc như ổ voi ổ gà. Theo ông Trung, nhà thầu thi công cũng thường xuyên đổ đá, khắc phục. Tuy nhiên, chỉ được vài ngày thì đâu lại vào đấy. Tình trạng này đã lặp đi lặp lại hơn một năm nay, gây khó khăn rất lớn cho sinh hoạt, kinh doanh của người dân ven tuyến đường này. Mấy ngày là đem lại làm lần, mấy ngày đem lại lần đó bực cấp bực gì đó. Giờ không có thể là mình coi như là cái chuyện làm ăn của mình nó khó khăn dữ lắm. Mình chạy xe từ đây ra ngoài Chi Tôn ngoài ngoái á, đường khó khăn, thứ hai nước nôi, trời mưa có đọng dũng dũng, ổ gà quá trời ổ gà. Tuyến đường đang thi công nên mặt đường hư hỏng, người dân phần nào cũng thông cảm cho nhà thầu. Tuy nhiên, đều không thể chấp nhận là những nguy hiểm có thể tránh được thì đơn vị thi công lại phớt lờ. Hố gà, cống thoát nước chưa có nắp đậy nhưng không hề được rào chắn, cảnh báo. Những khối bê tông được tập kết sát đường, tuy nhiên không có bất cứ một cảnh báo hay rào chắn nào. Trong khi tuyến đường này có rất đông phương tiện lưu thông, do đó nguy cơ xảy ra tai nạn là rất lớn. Dự án nâng cấp tỉnh lộ 948 bao gồm 4 gói thầu thi công. Lý giải cho việc công trình không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đại diện một đơn vị thi công cho rằng do chưa có đủ mặt bằng sạch nên việc thi công thiếu đồng bộ, địa hình đồi núi, tuyến đường vừa thi công vừa khai thác nên gặp rất nhiều khó khăn. Công tác mà đảm bảo an toàn giao thông, đơn vị chúng tôi lúc nào là xuyên suốt làm công tác đó, nhưng mà đây là đặc thù của đường núi, ví dụ như là mưa cái là mưa một đám là qua đám sau là qua bữa hai sau là tụi em phải làm lại. Lãnh đạo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Tịnh Biên, chủ đầu tư dự án cho biết, cả 4 gói thầu thi công đều có cam kết về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Đơn vị khẳng định thường xuyên kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình thi công. Chúng tôi có phát hành một cái văn bản là gửi cho tất cả ba nhà thầu là phải đảm bảo an toàn giao thông, là những cái chỗ nào mà mình đào mương thì mình nên có dây rào chắn, và những cái chỗ nào mình triển khai thi công thì mình phải có cái biển báo hai đầu. Vấn đề này nếu mà anh phản ánh vậy thì tôi sẽ cho kiểm tra lại và sẽ nhắc. Thực tế không rõ việc nhắc nhở được thực hiện ra sao, nhưng những khó khăn trong việc đi lại của người dân thì diễn ra suốt thời gian dài. Người dân mong rằng công tác giám sát cần được chủ đầu tư thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc hơn. Trong cuộc sống, nếu quý khán giả có những khó khăn, bức xúc chính đáng, hay gọi về số điện thoại đường dây nóng 0901-282-282 hoặc là gửi đơn thư về địa chỉ số 407 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, phóng viên của chúng tôi sẽ sớm xác minh và phản hồi đến quý khán giả.